Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 Ryan. Hôm nay tiếp tục sách giáo khoa Welcome Back, bài số 7, trang số 7 liên quan tới modal verb can. Can là có thể, can là không thể. Đây là modal verb, còn gọi là động từ đặc biệt, động từ khiếm khuyết. Đằng sau động từ đặc biệt, động từ khiếm khuyết này chúng ta sẽ cộng với một động từ nguyên mẫu không chu. Can, có thể, cannot, viết tắt là can't, không thể. Ví dụ, I can swim là tôi có thể bơi. I can't swim là tôi không thể bơi là câu phủ định của nó. Còn câu nghi vấn các bạn để can được câu. Ví dụ, can you swim? Bạn có biết bơi hay không? Nhá. Và trả lời là yes, I can. No, I can't. Yes, I can. No, I can't. Cách trả lời. Rồi, ok. Vào cái bài này, chúng ta thấy dấu tích. Đó là câu khẳng định. Dấu x là câu phủ định. Rồi, còn dấu chấm hỏi là câu nghi vấn. Xin chào, tên là Jock. Tôi có thể chơi tennis, các bạn đến can đây. Và tôi có thể đạp xe, can luôn. Nhưng mà tôi không thể tập võ thuật là can't. Bạn của tôi là John và Sam, không thể tập thể dục dụng cụ được, đây là can't. Nhưng họ có thể chơi bóng rổ là can. Chị gái tôi là Mary không thể chơi bóng đá rất giỏi được, can't. Bạn có biết tập võ thuật hay không là can. Can you do martial arts? Số 8, tell your partner about what you can do and what you can't do. Hãy nói cho bạn của bạn là bạn có thể làm gì, bạn không thể làm gì. Ví dụ là hi, I'm Mai, xin chào tôi là Mai. I can't play chess and can't skip. I can't play chess. Tôi có thể chơi cờ and I can skip. Tôi có thể nhảy dây. But I can't play football. Nhưng tôi không thể chơi bóng đá. Chúng ta có thể nói như vậy rất dễ nha. Rồi, đó là cái bài số 7, số 8, trang số 7.